Hey, hello, xin chào anh em. Cảm ơn anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Yến Đang Trader Việt. Hôm nay cuối tuần như thường lệ là lúc chúng ta cùng ngồi xuống với nhau để cùng review lại những cái ý tưởng giao dịch, những cái trading idea của tuần rồi, cũng như là cùng nhau vạch ra những cái trading idea, những cái ý tưởng giao dịch cho tuần mới. Anh em lưu ý video clip hôm nay chúng ta được tài trợ bởi nhà tài trợ Dupram và Dupram hiện đang có chương trình ưu đãi hoàn tiền có hạn lên đến 200 đô và anh em có thể check ở trong cái link ở trong cái comment ở bên dưới. Và cái phương pháp mà anh em chúng ta sử dụng để mà phân tích cho video clip hôm nay vẫn là phương pháp price action, và chúng ta sẽ kết hợp với góc nhìn nhiều khung thời gian, đa khung thời gian để chúng ta vạch ra một cái trading idea và hy vọng nó sẽ hiệu quả hơn. Và anh em chúng ta cùng nhau bắt đầu nha. Chúng ta sẽ bắt đầu với chỉ số USD Index, chỉ số đo sức mạnh của đồng US dollar. Và chúng ta như thường lệ chúng ta nhìn USD Index đầu tiên. Thì trong tuần vừa rồi chúng ta đã có hai cái trading ID cho cái đồng cái chỉ số USD Index DXY này. Thì tuần trước khi chúng ta vạch ra cái chiến lược nó nằm ở đây. Kỳ vọng thứ nhất, nếu mà giá quật ngược xuống phía dưới này thì lúc đó chúng ta sẽ hồi lên, chờ hồi lên để bán ra. Kỳ vọng thứ hai, nếu mà giá chạm phía trên này thì chúng ta cũng sẽ bán xuống. Thì anh em thấy là cái ý tưởng bán ở phía trên này nó đã kích hoạt rồi và giá đã bật xuống phía dưới cái vùng bán, nghĩa là nếu chúng ta bán ở phía trên này thì bây giờ chúng ta đang có một chút lợi nhuận rồi. Hay nói cách khác là cái ý tưởng giao dịch chờ bán ở phía trên này của chúng ta đối với USD Index nó đã giúp chúng ta bắt trúng đỉnh của USD Index rồi. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau phân tích cho tuần này. Chúng ta sẽ nhìn ra khung thời gian. Cụ thể đây là chúng ta sẽ nhìn cái khung thời gian tuần. Chúng ta thấy USD Index có tuần tăng giá thứ 3 liên tiếp. Và cái động lượng tăng giá nó tạo nên một cái thanh giá tăng của tuần này. Của tuần vừa rồi nó cũng sắp xỉ ở tuần trước cái biên độ rộng tương ứng và có một cái bóng trên, nghĩa là cái lực đẩy lên nó đã bị bán xuống một chút xíu. Thì với cái cấu trúc này thì với một cái thanh giá mà đóng cửa vượt lên trên đỉnh của tuần trước thì cho thấy cái sức ép mua nó vẫn được duy trì, nhưng mà không phải là một cái tuần lễ trọn vẹn, tại vì cái bóng trên nó kéo dài ở phía trên và đóng cửa ở quanh 1/2. Điều này cho thấy là USD Index cũng có một chút cái lực cản ở phía trên. Tuy nhiên nói chung là sức ép mua vẫn đang có, và khi chúng ta nhìn vào cái cấu trúc này thì chúng ta thấy USD Index vẫn đang đi ngang thôi, chưa có một cái cấu trúc xu hướng cụ thể nào. Cái vùng giá đi ngang này đang kéo khá là dài, và trong phân tích kỹ thuật thì một cái vùng nén giá kéo dài như vậy và khi nó phá vỡ ra thì nó sẽ tạo nên một cái nhịp biến động rất là mạnh. Cái đó là một cái cấu trúc mà về mặt phân tích kỹ thuật trong price action chúng ta rất là chú trọng, đó là đi ngang càng lâu thì phá vỡ sẽ biến động giá càng mạnh. Thì USD Index hồi lên phía trên này thì anh em lưu ý nó có một cái vùng giá quanh đây, quanh 105 xuống tới khoảng 104, nó là một cái vùng giá rất là quan trọng với USD Index, vì nó tạo đỉnh ở đây, đáy ở đây, đáy ở đây và đỉnh ngay đây. Thì bây giờ USD Index nó đang tiến về cái vùng 104-105 này, anh em thấy không? Kỳ trong tuần vừa rồi nó tiến lên tới sát 104 thì nó bị đẩy ngược xuống trở lại. Thì bây giờ nếu mà tiến đến cái zone, tức là cái khu vực 104-105 này, thì nó có thể sẽ gặp nhiều cái kháng cự ở đây. Thì anh em lưu ý, chúng ta nếu mà mua lên từ phía dưới thì lưu ý cái vùng giá này. Còn bây giờ nó vẫn đang đi sideways, nó đang có lực đẩy lên từ phía dưới, nó duy trì được 3 tuần rồi. Thì nên nói chung là mua lên thì cũng được, nhưng mà chúng ta lưu ý cái vùng phía trên này. Rồi chúng ta sẽ nhìn ở khung thời gian ngày để chúng ta xem có gì. Khung thời gian ngày thì anh em thấy cái lực đẩy tăng ở đây nó rất là mạnh. Nó mạnh vì có rất là nhiều thanh giá tăng lên ở đây và sau đó nó tăng. Anh em thấy nó bám dọc theo cái biên trên của cái Kettner Channel này. Nó bám dọc theo cái biên trên này để nó đi lên. Điều này cho thấy là gì? Cái lực mua được duy trì kéo khá là dài và nó có một cái động lượng tốt. Và khi chúng ta nhìn qua bên trái thì chúng ta thấy cái thanh giá này nó đã nhỉnh lên, vượt lên trên cái đỉnh gần nhất là ở đây. Anh em nhìn ngang ra,
đó, nó đã vượt lên khi, và khi nó vượt lên như vậy thì nó tạo nên một cái hiện tượng phân tích kỹ thuật chúng ta gọi là breakout, tức là phá vỡ tăng giá. Và phá vỡ tăng giá như vậy thì nó giúp hình thành cái cấu trúc và xu hướng tăng giá cho khung thời gian ngày của USD Index. Điều này có nghĩa là chúng ta bắt đầu chuyển sang hướng mua nhiều hơn cho USD Index, xét từ ở khung thời gian ngày. Và cái ý tưởng mua đầu tiên của chúng ta sẽ là đợi giá pullback, tức là hồi lại pullback về đây, sau đó chúng ta sẽ mua lên. Thì đối với nhiều anh em trader thì cái nhịp hồi đầu tiên sau phá vỡ, đây là cái vùng giá đi ngang phá vỡ đi lên, thì cái nhịp hồi đầu tiên này sẽ là một cái nhịp hồi rất là ok để mà có thể bắt cái nhịp mua vào, hồi retest đầu tiên, hồi xuống đây. Nếu mà giá hồi xuống sâu hơn thì anh em vẫn có thể chờ một cú quét trở lên, sau đó retest lại để chúng ta mua vào USD Index từ phía dưới này. Đó. Đây là hai cái kịch bản chủ đạo cho USD Index trong tuần vừa rồi. Chúng ta sẽ bắt theo cái nhịp đẩy tăng giá rất là mạnh này, và chúng ta sẽ bắt cái nhịp hồi đầu tiên để mà chúng ta vào mua. Thì đó là cái trading idea dành cho USD Index. Rồi chúng ta sẽ đi qua vàng. Vàng trong tuần vừa rồi, hôm thứ 6, giá ở đây, giá vừa bật lên đây, chúng ta có hai cái kỳ vọng cho vàng là nếu hồi xuống một lần nữa vùng 2006 chúng ta sẽ mua vào, còn nếu mà hồi sâu xuống đây chúng ta cũng sẽ mua vào. Thì cái việc mà chờ đợi của chúng ta đã bất thành. Tại vì sao? Vàng chững lại hôm thứ hai và sau đó 3, 4, 5, 6 thì tăng 4 ngày liên tiếp lên phía trên và thậm chí phá vỡ đỉnh cũ để đi lên phía trên luôn, coi như chúng ta đã không kịp mua vào cho chuyến tàu vàng rất là mạnh mẽ này. Rồi chúng ta sẽ nhìn khung thời gian tuần để phân tích cho tuần này, thì chúng ta thấy là gì? Vàng có một tuần tăng giá cực mạnh sau hai tuần mà có dấu hiệu tăng trước đó, đẩy lên này, thì có một tuần tăng giá cực mạnh, tạo một thanh giá có một cái biên độ rất là rộng và đóng cửa sát đỉnh luôn đó. Thì anh em thấy là gì? Xu hướng tăng đã được tiếp diễn, nhưng mà có một cái vấn đề ở đây là giá đã đóng cửa vượt ngoài khá là xa biên trên của cái Gartner Channel này, nghĩa là chúng ta đang có trạng thái overbought, tức là bị mua quá mức. Với cái trạng thái này xảy ra thì chúng ta thực sự không nên mua đuổi vàng ở phía trên nữa, vì nó dễ có nhịp correction đó. Và với một cái trend đã đi dài mà lại đi khá là dài rồi mà lại xuất hiện một thanh giá có biên độ rộng, thì nó có dễ có một cái hiện tượng thứ hai về mặt phân tích kỹ thuật, đó là chúng ta gọi là hiện tượng climax, tức là quá mức, quá độ. Thì cái hiện tượng này cũng có thể dẫn tới cái sự hồi giá xuống. Nói chung vàng đã tiếp diễn xu hướng tăng sau cái nhịp tăng, so với do cái thanh giá tuần vừa rồi đóng cửa vượt lên phía trên này, nhưng mà chúng ta sẽ không mua đuổi ở phía trên mà chúng ta sẽ đợi hồi giá xuống. Chứ tại vì chúng ta mua đuổi ở trên này rất là dễ chip, nên dễ đụng phải một cái nhịp correction, nhịp hồi giá xuống phía dưới đó. Rồi xu hướng ở tuần, ở khung thời gian tuần thì giá vàng đã tiếp diễn xu hướng tăng, và khung thời gian ngày cũng vậy, giá cũng đã vượt lên trên cái đỉnh cũ đây và vượt lên trên số tròn hàng bãi đã đi lên luôn, thì nói chung là xu hướng tăng. Nhưng mà cũng như ở khung thời gian tuần thì khung thời gian ngày vàng cũng đã bị overbought khi mà giá, cái thanh giá hôm thứ sáu vừa rồi nó đã đóng cửa vượt ra khỏi biên trên của Gartner Channel, thì nó đã thể hiện cái sự quá mức, cái lực mua quá mạnh. Và khi lực mua mạnh như vậy thì nó dễ có cái nhịp hồi xuống. Thì chúng ta, như chúng ta đã nhìn ở khung thời gian tuần, chúng ta sẽ không mua đuổi phía trên mà chúng ta sẽ chờ cái nhịp hồi xuống để chúng ta mua. Chúng ta không dí nó lên phía trên nữa, chúng ta dí lên phía trên rất là dễ trúng cái nhịp hồi giá xuống ha. Đây chúng ta sẽ vẽ. Đây. Bây giờ cái kỳ vọng của chúng ta là một nhịp hồi về đâu đó cái vùng này, và chúng ta sẽ mua trở lên. Thậm chí nếu có một cái nhịp hồi sâu xuống hơn về cái vùng 2006 cũng đó cũng là một cái cơ hội mua vào cho chúng ta. Nói chung vàng đang có một cái momentum, tức là một cái động lượng tăng giá rất là mạnh, nhưng với cái trạng thái overbought ở cả hai khung thời gian tuần và ngày thì thực sự chúng ta không nên mua đuổi, vì chúng ta rất là dễ trúng cái nhịp correction. Rồi việc chúng ta đi sang dầu. Trong tuần vừa rồi thì chúng ta có hai kịch bản dành cho dầu. Hôm thứ sáu giá ở đây, nếu mà giá hồi lên đây chúng ta bán, còn nếu giá giảm xuống phía dưới này hồi lên chúng ta bán, và chúng ta chỉ mua vào nếu giá bật vượt lên phía trên này. Thì nói chung giảm là chúng ta kỳ vọng đúng là giảm rồi, nhưng mà cái điểm trigger kích hoạt cái lệnh bán trên này không chạm được,
cái điểm bán ở đây cũng không chạm được, giá mới có giảm xuống đây thôi chứ chúng ta chưa có cái nhịp hồi lên phía trên này để kích hoạt cái lệnh bán. Rồi như vậy chúng ta đã kỳ vọng đúng về hướng giảm chủ đạo nhưng mà chúng ta không có kích hoạt được lệnh bán. Rồi chúng ta sẽ phân tích cho khung cho tuần tới, thì chúng ta nhìn khung thời gian tuần thì chúng ta sẽ thấy dầu sau 2 tuần tăng thì đã bị xả lại rất là mạnh. Anh em thấy là chúng ta đã nói về cái thói quen của dầu, đó là chạm xung quanh cái đường EMA 20 ở tâm cái candle channel này và bị đẩy xuống. Ở đây đã có, ở đây cũng có và tiếp tục ở đây đẩy lên kéo xuống và sau đó bị xả mạnh xuống phía dưới. Với cái cú xả này thì chúng ta thấy dầu đang manh nha tạo một cái đáy, xin lỗi, một cái đỉnh thấp hơn đỉnh trước, thấp hơn đỉnh trước nữa. Với những cái đỉnh liên tiếp thấp hơn và những cái đáy liên tiếp thấp hơn như vậy thì dầu đang gây sức ép xuống phía dưới, xuống phía dưới ha. Trong cái vùng khung giá đi ngang thì dầu đang gây sức ép xuống phía dưới, nghĩa là chúng ta sẽ dễ canh bán dầu hơn ở khung thời gian nhỏ hơn, ví dụ khung thời gian ngày, hơn là khung thời gian hơn là mua lên đó. Chúng ta vẫn có thể chờ bán. Nhưng mà chúng ta lưu ý giá dầu đang giảm xuống dưới vùng 70 và chúng ta đã nói với nhau rất là nhiều lần là khi dầu xuống dưới 70 thì chúng ta không nên bán đuổi nữa. Chúng ta sẽ nhìn lại cái quá khứ mà chúng ta đã nói với nhau rất là nhiều lần. Đây là vùng 70, chúng ta nhìn qua bên trái, chúng ta thấy 70 bị đẩy lên, 70 bị đẩy lên, 70 dưới 70, dưới 70, dưới 70, dưới 70. Lần này dưới 70 cũng bị đẩy lên, nghĩa là dầu đang có một cái vùng oversold là bị bán quá mức, là vùng dưới 70, và vùng này thường là một cái vùng mua thơm ngon dành cho phe mua. Và bằng chứng gần đây là tất cả những lần dầu giảm xuống dưới 70 đều bị hấp thụ hết. Nên chính vì vậy khi chúng ta nhìn cái quá khứ như vậy thì chúng ta sẽ không muốn bán dầu dưới 70 nữa, đúng không? Nếu chúng ta bán, chúng ta sẽ đợi những cái giá cao hơn, chúng ta không bán đuổi xuống phía dưới. Như vậy chúng ta có thể chốt lại cái kết luận từ khung thời gian tuần, đó là vẫn có thể bán dầu nhưng mà không bán đuổi dưới 70. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn khung thời gian ngày, thì với cái nhịp đẩy trở lại xuống phía dưới này thì dầu đã hoàn tất cái mô hình 1-2-3, tạo đỉnh ở đây, 1 ở đây, 2 ở đây và 3 ở đây, và break cái đường cổ nằm ngang, cái số là cái vùng số 2, break ngang đây đi xuống, thì đây là cái sự suy yếu cho dầu ở khung thời gian này. Và bây giờ cái cơ sở đó sẽ là cái kèo bán ra dành cho dầu ở đây đó. Nếu dầu có một nhịp hồi yếu lên phía trên này thì chúng ta sẽ có thể chờ bán xuống dành cho dầu. Anh em thấy, lưu ý, chúng ta đang có một cái giai đoạn giảm rất là mạnh cho dầu gần đây với 1, 2, 3, 4, 5, 6 ngày giảm liên tiếp, đẩy giá xuống khá là sâu xuống bên dưới. Chúng ta đã có 3 ngày liên tiếp, 3, 4, 5 là cái vùng giá 70 này nó cố thủ được cái tạo hỗ trợ này, nó đẩy lên liên tục. Nhưng mà cái hôm thứ 6 vừa rồi thì nó đã break xuống dưới và đóng cửa phía dưới 70 và đóng cửa dưới 3 cái thanh giá đẩy lên trước đó luôn. Như vậy là nó đã suy yếu ở quanh cái vùng 70 này. Nói chung là chúng ta sẽ, bây giờ nếu nó ngoi lên trên 70 thì chúng ta sẽ bán xuống, chứ còn nếu mà ở dưới 70 thì chúng ta sẽ không bán đuổi. Và trong trường hợp dầu bị đẩy bật lên phía trên này thì chúng ta cũng vẫn có thể chờ bán dầu ở phía trên này. Và nói chung cái backup của chúng ta rất là xa thôi, chừng nào lên trên 80 thì chúng ta mới tính đường mua vào dành cho dầu. Thì đây là backup xa thôi, không phải là một cái ý tưởng chủ đạo. Mà ý tưởng chủ đạo chính, hai cái ý tưởng chủ đạo chính dành cho dầu ở cái khung thời gian ngày đó là vẫn là hai cái ý tưởng bán ra. Rồi chúng ta sẽ đi qua Euro USD, là cái cặp tiền được giao dịch khá là nhiều trên thị trường FX, giao dịch nhiều nhất trên thị trường FX. Thì chúng ta thấy là gì, trong tuần vừa rồi có hai cái kỳ vọng của chúng ta đều là bán, hay xin lỗi, đều là mua, một là mua phía dưới này, hai là mua phía trên này. Thì chúng ta thấy là gì, cái ý tưởng mua ở phía dưới này của chúng ta đã dừng lỗ, giá hôm thứ 5 tuột xuống dưới vùng mua và tới hôm thứ 6 thì mới bật lên trên, quét lên trên trở lại, nghĩa là chúng ta bị quét phía dưới này. Ok. Dạ, thôi nói chung là dừng lỗ rồi, đừng nói nhiều nữa, đừng lý do nữa ha. Chúng ta sẽ phân tích cho tuần này. Thì chúng ta thấy Euro USD giảm tuần thứ 3 liên tiếp, giảm tuần thứ 3 liên tiếp và giá bị đẩy giảm xuống phía dưới. Thì nói chung mặc dù đẩy giảm xuống phía dưới như vậy nhưng mà cái cấu trúc biểu đồ của Euro USD cũng chưa có thay đổi gì đặc biệt cả. Thì ở đây vẫn là trong cái vùng khung giá đi ngang, vùng giá đi ngang của EURUSD cho thấy cái trạng thái nén giá tích lũy. Thì cái lần mà giá tiếp xúc lên phía trên này là cái nó chạm vào cái kháng cự gồm có đỉnh này, và khi nó đi vào vùng kháng cự này thì nó đã bật xuống khá là mạnh xuống phía bên dưới này. Ở đây chúng ta có thể thấy một mô hình 1-2-3 tạo đỉnh, 1-2-3, hoặc chúng ta có thể coi nó là một cái mô hình hai đỉnh double top, hai đỉnh, hoặc là một cái vùng khung giá ở đây cũng được,
khi và khi nó break xuống thì nó đổ đèo xuống phía dưới. Thì nói chung với cái sức ép 3 tuần giảm giá liên tiếp như vậy thì chúng ta có thể chuyển sang chờ bán dành cho EURUSD ở khung thời gian nhỏ hơn. Mà nói chung thì đối với khung thời gian tuần thì vẫn là trạng thái đi ngang thôi, chưa có một cái cấu trúc xu hướng cụ thể. Rồi, ở khung thời gian ngày thì EURUSD đang có một cái swing low rất là quan trọng ở đây. Nếu mà gãy qua cái swing low này thì EURUSD có thể chấm dứt cái xu hướng tăng. Nhưng với cái việc mà phá vỡ cái khung giá này đi xuống thì đó cũng là đã là một cái sự suy yếu dành cho EURUSD rồi. Đó, và cộng với cái trạng thái ba tuần giảm giá liên tiếp ở khung thời gian tuần thì thực sự EURUSD chúng ta có thể chuyển sang chiến lược chờ bán ở phía trên này. Chiến lược chờ bán ở phía trên này cho EURUSD. Đó, khi giá retest lại cái vùng khung giá này là cái cơ hội mà chúng ta có thể bán ra từ phía trên, và chúng ta chỉ độ chuyển sang cái ý tưởng mua vào trở lại cho EURUSD nếu giá quay lên trên này trở lại. Giá được đẩy lên trên này trở lại. Khi giá được đẩy lên trên này trở lại thì chúng ta thấy nó sẽ có một cái cấu trúc là cấu trúc chữ V đi xuống nhanh, đi lên nhanh, và nó sẽ cho thấy cái sự hấp thụ toàn bộ cái lực đẩy xuống này bằng một cái lực đẩy lên mạnh mẽ. Và lúc đó khi lực đẩy lên đã xuất hiện rõ ràng như vậy thì chúng ta mới có thể chờ mua trở lại ở bên phía bên này. Lúc đó chúng ta sẽ thuận theo cái sức ép đẩy lên dành cho EURUSD. Rồi, EURUSD xong thì chúng ta sẽ qua GU, cũng là một cái cặp tiền được trade khá là nhiều. Thì trong tuần vừa rồi cho GU thì chúng ta có hai kịch bản. Kịch bản thứ nhất là chúng ta đợi một cú quét xuống phía dưới này kéo lên để mua. Kịch bản thứ hai, nếu giá break lên phía trên này chúng ta đợi retest để mua. Thì chúng ta thấy là gì? Cái kịch bản kéo xuống break, kéo ngược lên thì nó đã đi được một nửa rồi. Kéo xuống dưới, kéo ngược trở lên. Bây giờ chúng ta phải đợi nó đẩy lên phía trên này đã thì mới đủ. Nói chung là đây là một cái kế hoạch giao dịch mà chúng ta chưa kích hoạt được. Chúng ta mới đi được một nửa đường thôi. Rồi chúng ta sẽ phân tích cho tuần tới thì chúng ta sẽ nhìn là gì? GU có tuần giảm thứ 3 liên tiếp nhưng mà là tuần giảm yếu nhất, biên độ nhỏ, thanh giá nhỏ xíu, có bóng dưới, bóng trên tạo mô hình nến con xoay, bóng dưới dài hơn. Và hiện nay chúng ta thấy là nó đang lặp lại một cái hành vi giá cũ, đó là nó tiếp xúc cái đường EMA 20 ở giữa. Hai lần tiếp xúc trước đều là một cái sự chững lại và bật lên, anh em thấy giảm xuống về đây chững lại một cái con xoay ở đây, bật lên, giảm xuống ở đây tạo thành hai cái bullet pin 3, đẩy lên và sau đó bật lên, và bây giờ đang giảm xuống, ở đây một cái bullet pin 3 và ở đây một cái con xoay. Cái hành vi giá tương tự đang lặp lại ở đây, và vì vậy chúng ta có thể thấy là có khả năng vẫn có thể đẩy lên dành cho GU. Và chúng ta thấy cái cấu trúc biểu đồ của GU thì vẫn đang là tăng giá gồm các đỉnh đáy cao dần lên và giá đã break đỉnh cũ tại đây rồi. Chính vì vậy thì đối với GU thì chúng ta vẫn ưu tiên về cái hướng mua ở khung thời gian ngắn hơn. Thì bây giờ chúng ta muốn mua vào cho GU thì chúng ta sẽ đợi cái kịch bản này diễn ra tiếp, đó là một cú đẩy ngược trở lên. Khi có cú đẩy ngược trở lên này diễn ra thì toàn bộ cái lực đẩy xuống ở đây nó sẽ biến thành một cái bẫy giá ha, một cái chúng ta gọi là một cái bear trap, là một cái bẫy giá giảm. Ai mà bán ở phía dưới này với cú breakout đáy này là đã bị trap, bị bẫy rồi. Và khi giá quật ngược lên phía trên như vậy thì những người bán ở phía dưới này họ sẽ phải chốt lệnh để mà tạo thành một cái luồng lệnh đẩy giá lên phía trên. Lúc đó chúng ta có thể bắt cái cú retest ở đây để mà chúng ta mua vào dành cho GU, thuận theo cái áp lực tăng của xu hướng tuần và cũng như là cái view mua vào của chúng ta ở khung thời gian ngày, thuận xu hướng tăng giá. Trong trường hợp giá đi lên mạnh hơn nữa, lên phía trên này luôn, thì chúng ta sẽ đợi retest ở sau đó để chúng ta mua vào tại đây, là cái kịch bản mua thứ hai của chúng ta. Đây, kịch bản mua thứ hai của chúng ta phía trên này, nếu nó break lên hẳn phía trên này và nó retest đây thì chúng ta sẽ mua vào trở lại dành cho GU. Hai kịch bản này thuận với cái sức ép tăng giá, cái cấu trúc tăng giá khung thời gian tuần và cái bẫy giá đang diễn ra ở khung thời gian ngày. Chúng ta sẽ đi qua Bitcoin. Trong tuần vừa rồi chúng ta có hai cái kỳ vọng chính, ba cái kỳ vọng cho Bitcoin đều là mua. Hai cái chính là gì? Hôm chúng ta phân tích là giá đang ở đây.
Kỳ vọng thứ nhất, nếu mà giá quét xuống đây thì chúng ta mua vào, quét dưới đây kéo lên mua vào, hoặc nếu chúng ta có giá breakout lên phía trên thì chúng ta sẽ đợi retest để mua vào. Thì anh em thấy là cái ý tưởng breakout lên phía trên khi giá lên đây rồi, nó retest, nó về rất là sát. Hôm thứ năm vừa rồi giá đã về rất là sát cái vùng mua chúng ta ngay đây, nhưng mà rất tiếc nó chưa chạm vào được vùng mua thì nó đã bật ngược lên trở lên. Đó nghĩa là cái ý tưởng mua vào của chúng ta hoàn toàn chính xác, kỳ vọng tăng giá là chính xác, nhưng mà cái điểm trigger, tức là cái điểm mua vào của chúng ta, cái điểm kích hoạt lệnh của chúng ta còn thiếu chút xíu. Nói chung khúc này bà không đổ nên chúng ta không vào được. Rồi, chúng ta đã lỡ tàu nhưng mà không sao, chúng ta sẽ phân tích cho tuần này, chúng ta sẽ báo thù sau. Thì chúng ta thấy là một tuần tăng giá rất là mạnh dành cho Bitcoin, vì nó là một cái thanh giá có biên độ rộng và đóng cửa sát đỉnh, cho thấy cái lực mua mạnh mẽ. Và anh em thấy đang có một cái sự chuyển biến khá là rõ rệt trong cái cấu trúc biểu đồ của Bitcoin ở khung thời gian tuần. Đầu tiên là nó đi xéo xuống bây giờ như thế này, bây giờ thì nó đang đi lên như thế này và nó đang gây sức ép ngược lên phía bên trên. Và cái thanh giá tuần vừa rồi nó đã đóng cửa lên trên cái đỉnh này, nó đã tạo một cái higher high, một cái đỉnh cao hơn. Và cái cấu trúc gần đây đang bắt đầu là gồm những cái đỉnh cao hơn và gồm những cái đáy cao hơn. Nó khác cái cấu trúc bên này là gồm những cái đỉnh thấp hơn và những cái đáy thấp hơn. Như vậy Bitcoin đang có sự chuyển biến và đang có sức ép ngược lên phía trên. Ok, nó đang có một cái sự thuận lợi trong cái cấu trúc biểu đồ dành cho Bitcoin. Như vậy thì khung thời gian ngắn hơn, chúng ta cứ canh phàn lên là ok. Thì chúng ta thấy Bitcoin phía trên đã khá là gần với vùng số tròn 70.000, và đây cũng là cái vùng đỉnh cũ, all time high cũ xung quanh 70 và 73.500, 73.600. Thì ở đây Bitcoin cũng đã có một cái phá vỡ tăng ở đây rồi, để tạo một cái high high lên phía trên, thể hiện cái lực sức ép mua. Bây giờ chúng ta nếu mà muốn mua vào thì chúng ta sẽ đợi một cú correction xuống phía bên dưới để chúng ta mua. Còn nếu chúng ta xui hơn, chúng ta có một cái cú quét xuống phía dưới sâu chút xíu thì chúng ta đợi nó kéo lên thôi, kéo ngược lên phía trên như thế này, và chúng ta sẽ bật ý tưởng mua, chúng ta mua ở đây đó. Còn xui lắm về tới vùng này thì chúng ta cũng có thể là mua, nhưng mà nếu mà về tới vùng này mà mua thì thực sự Bitcoin cũng đã khá là yếu sức rồi, là tăng lên tốn nhập công tốn sức tăng lên tới đây mà bị quật ngược về tới đây, thực sự đó là một sự suy yếu. Và thực sự nếu về tới đây thì chúng ta cũng không nên kỳ vọng giá tăng xa nếu chúng ta mua từ phía dưới này đó. Vì nếu mà giá thực sự là mạnh thì nó sẽ về xung quanh vùng này, nó retest rồi nó đi lên lại thôi, chứ nó không về sâu tới cỡ đây đâu ha. Rồi, như vậy là kỳ vọng của Bitcoin trong tuần tới của chúng ta sẽ tiếp tục là mua vào. Chúng ta sẽ nói về ETH. Trong tuần trước chúng ta có hai cái kỳ vọng cho ETH đều là bán ra, thì cái kỳ vọng bán ra ở đây không kích hoạt được, còn cái kỳ vọng bán ra ở đây chúng ta đã bị một cú quét stop loss lên phía trên, những cái thanh giá quét lên phía trên và sau đó giật ngược trở xuống rơi về vùng bán trở lại, rồi chúng ta đã bị dừng lỗ. Chúng ta sẽ phân tích cho tuần tới. ETH cũng có tuần tăng giá thứ hai liên tiếp, nhưng mà ETH thì khác với Bitcoin, nó có thay đổi trong mặt cấu trúc là nó tạo một cái đỉnh giá cao hơn, thì ETH không có tạo một cái cấu trúc và sự thay đổi cấu trúc nào cả, giá vẫn nằm lọt trong mô hình inside bar với cái thanh giá mẹ là cái thanh giá màu đỏ đỏ này, nó đang nhốt hai thanh giá sau đó là thanh giá trắng vào bên trong nó, và đây cũng là một cái cấu trúc nén giá tích lũy, anh em thấy nó đi ngang. Và nén giá trong cấu trúc đi ngang như vậy thì nó thể hiện một cái hành vi nén giá sâu, và nó có thể dẫn đến một cái bùng nổ biến động tới đây cho ETH. Thì nói chung cái cấu trúc của ETH ở tại thời điểm này vẫn nhỉnh hơn về giảm giá, tại vì nó đã break xuống khỏi cái vùng range, cái vùng khung giá với cái đường đi ngang nằm ở đây đó, thì nên là nó sẽ có thể, nếu nó lên tới đây nó có thể bị cản lại ở đâu đó từ 3.000 trở xuống, lanh quanh 3.000, 2.800 tới 3.000 sẽ là một cái vùng kháng cự mạnh dành cho ETH mà chúng ta cần lưu ý. Khung thời gian ngày của ETH thì chúng ta thấy lưu ý cái vùng cần chú ý là cái vùng giá 3.000. Đây. Nếu ETH tiếp tục đi lên phía trên này
thì nó có thể tiếp cận cái vùng kháng cự mạnh của nó ở trên này. Và nếu mà chúng ta sử dụng cái cấu trúc gọi là cấu trúc cân bằng thì cái vùng này nó có thể tương ứng với cái vùng này. Đó, nó sẽ đi chéo. Đây là một cái cấu trúc hai nhịp trong reaction, một cái cấu trúc hội giá hai nhịp cân bằng. Thì nó, cái nhịp đi lên ở đây nó sẽ tương ứng với nhịp đi lên ở đây, tất nhiên nó không phải là bằng hoàn toàn với nhau theo kiểu 1:1, vì trading nó không phải là một môn khoa học nên chúng ta không có cái một cái độ chính xác như vậy. Nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng là nếu mà giá hồi lên tới trên này với hai cái nhịp cân bằng tương ứng với nhau như vậy thì hoàn toàn có thể có một cái nhịp xả xuống dành cho ETH từ phía trên. Và cái game bán ra ETH này nó chỉ có thể chấm dứt ở khung thời gian này nếu mà giá đi lên trên 3.000 ha. Khi nào chúng ta có một cái nhịp đẩy giá cao lên phía trên này, lên trên 3.000, thì lúc đó ETH mới chấm dứt được cái cấu trúc giảm giá, và chúng ta có thể mua vào nếu mà giá đi lên cao lên trên này ha. Breakout sai lên trên, breakout lên quanh 3.000 là chung cái trap của nó nữa. Thì đây là cái cấu trúc dành cho ETH trong tuần tới của chúng ta. Chúng ta hoàn toàn vẫn có thể canh bán xuống từ cái vùng quanh 3.000, là một cái vùng hợp lưu giữa số tròn 3.000 và cái vùng PPZ đi ngang qua đây. Giá có rất nhiều cái phản ứng xung quanh đây. Rồi cuối cùng chúng ta sẽ đi qua BNB, Binance Coin. BNB trong tuần vừa rồi chúng ta có hai cái kỳ vọng đều là mua vào. Kỳ vọng thứ nhất mua ở đây bật lên, kỳ vọng thứ hai quét xuống dưới thì mua. Thì chúng ta thấy cái kỳ vọng mua ở đây ngay từ hôm thứ hai nó đã trigger, đã kích hoạt rồi. Giá chạm quét xuống cái thành giá này, quét xuống nó chạm cái vùng mua phía dưới, sau đó nó bật ngược lên phía trên. Như vậy là chúng ta đã bắt đáy thành công dành cho BNB trong tuần vừa rồi. Rồi chúng ta sẽ phân tích cho tuần tới. BNB có tuần tăng giá thứ hai liên tiếp, thì cái tuần này nó đã đóng cửa vượt lên trên đỉnh của tuần trước, thì nói chung là có một cái sức ép mua được thể hiện, nhưng mà nó chưa phá vỡ cái mô hình inside bar trước đó, là cái thanh giá đỏ này nó bao trùm thanh giá này, và thanh giá này nó chưa phá vỡ hẳn lên phía trên. Nếu mà đóng cửa phá vỡ hẳn lên phía trên là vào sáng ngày mai thì lúc đó nó sẽ có động lực tăng giá mạnh mẽ hơn. Nhưng mà với việc nó đóng cửa vượt lên cái thanh giá trước nó thì cũng là một cái yếu tố tương đối là bullish rồi. Và nó vẫn tiếp tục nhận được cái sự hỗ trợ từ cái đường EMA 20 ở giữa này. Anh em thấy là giá được đẩy lên khi mà giá chạm lên quanh vùng này, thì đây cũng là một cái dấu hiệu tương đối là tích cực dành cho BNB nhìn từ khung thời gian tuần. Nên nói chung ở khung thời gian ngày chúng ta vẫn có thể nhịn hơn ở cái ý tưởng chờ mua vào. Rồi, BNB chúng ta vẫn chưa có một cái cấu trúc cụ thể để mà mua vào từ phía trên. Thì chúng ta thấy là gì? Chúng ta vẫn đang có những cái zone, những cái vùng giá như thế này. Chúng ta thấy là gì? Gần đây là nó đang tích cực hơn khi những cái đáy. Anh em thấy những cái đáy nó cao dần, đáy thấp, đáy cao dần, đáy cao dần. Những cái đỉnh thì cũng đi ngang, thậm chí còn hơi nhích lên phía trên chút xíu. Những cái này là dấu hiệu của lực mua ha. Rồi, vì vậy chúng ta kịch bản thứ nhất dành cho BNB. Chúng ta dẹp mấy cái mũi tên ra ngoài. Kịch bản thứ nhất dành cho BNB là nếu hồi giá xuống, chúng ta vẫn có thể mua tại đây. Kịch bản thứ hai dành cho BNB, nếu có một cái cú bùng nổ biến động đẩy giá vượt lên trên này, thì đó là cái cơ hội tốt để chúng ta mua ở cái vùng retest này. Vì cái vùng retest này là cái vùng nó đã, anh em thấy là nó đã cản giá rất là mạnh thời gian ở đây, đẩy xuống, đang chỉnh lại tại đây. Và một cái vùng mà cản mạnh như vậy, khi nó bị phá vỡ thì nó sẽ trở thành một cái vùng hỗ trợ rất là tốt dành cho BNB nếu mà giá gãy, nó phá vỡ lên phía trên, break out lên phía trên. Đó, thì đây là hai cái trading idea dành cho BNB trong tuần tới của chúng ta. Ok, như vậy chúng ta đã kết thúc cái phân tích trong tuần này dành cho rất là nhiều sản phẩm. Như thường lệ mà chúng ta phân tích thì cái kết quả là tuần này chúng ta có một vài cái stop loss nhưng cũng có một vài kèo trúng đỉnh trúng đáy. Thì nói chung nó là một tuần mà mức độ hiệu quả của chúng ta cũng tương đối. Và hy vọng là trong tuần tới thì những cái trading idea vạch ra trong tuần này tiếp tục sẽ mang lại cái sự tham khảo dành cho anh em, để anh em có thể đưa ra cái chiến lược trading của anh em thật là tốt hơn. Một lần nữa xin cảm ơn anh em đã lắng nghe đến hết video clip, và xin chúc gia đình, người thân của anh em có một tuần thật là an lạc, cuối tuần thật là an lành, thật là yên vui. Và anh em lưu ý là hãy trading thật là cẩn trọng,
để mà bảo toàn vốn nha anh em. Hẹn gặp lại anh em trong tuần tiếp theo. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.